Các hộ kinh doanh nhỏ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh khi gặp sự cố mất điện có thể gọi vào đường dây hotline 0905 291 413 của Richard. Tại vì anh ta test mấy thời cà phê lên cái xe bán tải của anh. Tôi rất là ok, rất hài lòng. Rất là tốt.